Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cùng các anh chị mình chèn bát, mình chạy bát trong cái điệu xì rô róc trên cái tông la thứ nha các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn, các anh chị mình chèn bát, mình chạy bát trong cái điệu xì rô róc trên cái tông la thứ ha. Thì bây giờ trước tiên mình có hai cái khái niệm là chèn bát và chạy bát. Mình phải phân biệt được mấy không? Chèn bát là gì? Chèn bát là khi mà mình điểm mắt co các bạn. Mình dính bớt tiếng mắt co, mình đưa tiếng bát vô. Đó là mình chèn bát. Mình vừa điểm mắt co, mình dính bớt tiếng co, mình đưa tiếng bát vô là chèn bát. Các bạn, còn chạy bát là gì? Chạy bát là khi người ta ca hết câu rồi mình chạy một câu, mình lai một câu, hay gì mình chạy bằng câu solo mình lấy đuôi, nhưng mình chạy bằng câu bát mình lấy đuôi, kêu bằng chạy bát nha bạn. Bởi mình phải phân biệt rõ chèn bát và chạy bát. Chèn bát là khi người ta mắc co, mình chèn tiếng bát vô, mình nhín bớt tiếng co, mình chèn tiếng bát vô là chèn bát. Còn hết câu mà để chuyển đoạn, mình chạy một cái câu bát là đó là chạy bát. Thí dụ gì là chạy bát nha bạn? Rồi bây giờ mình vô bài. Cái trước tiên mà các bạn muốn chèn bát được, các bạn muốn chạy bát được ở cái điệu xì rô róc thì các bạn phải điểm được điệu xì rô róc, các bạn điểm được căn bản điệu xì rô róc nha. Hoặc là phải điểm được cái gì mình mới chèn mới chạy bát, chèn bát được nha bạn ha. Còn mình chưa điểm được thì các bạn học lại cái bài 32 của mình hướng dẫn điều gì đó rất là kỹ, rồi điểm rành rồi bắt đầu mới học chèn bát chạy bát được. Rồi bây giờ mình trên cái tông la thứ ha, mình chạy chèn bát và chạy bát trên các dòng hòa thanh nha bạn. Trước tiên là cái dòng đơn giản 1 4 5. 1 là chủ âm là la thứ, 4 là rê thứ, 5 là mi ha. Bây giờ la thứ thì ở đây một vị trí là thông dụng, và ở đây một vị trí thông dụng mình điểm hát hai vị trí này, còn vị trí này thường là để solo các bạn ha. Ở đây là solo hai cái vị trí này bắt co ha, rõ. Rồi bây giờ mình chèn trong cái dòng 1 4 5 các bạn, mình chèn hai vị trí ở đôi này, trong này các bạn nào chưa bấm được âm chặn thì quay này rồi xong rồi bấm được âm chặn mình chèn thế này. Bây giờ chèn 1 4 5 các bạn, ví dụ như mình điểm bắt co không có chèn quá gì hết. Mình chuyển hòm qua rê, mình chèn vô một cái câu bát ha, vô 1 2 nốt bát thì cho nó liền lạc qua cái hòm rê, là qua rê rồi rê qua mi, rồi mình có 1 2 nốt bát mình chèn qua mình đọc nốt bát luôn. Tăng 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 là rê rê mi sòn si la. Từ ba vô mình điểm bắt coi nè, tùng tăng 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 là rê tăng 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 rê mi tăng 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 sòn si la. Nhịp vô nè, à, rồi mà hay là mình có một cái chèn khác nữa, đó là đi mới 1 nốt 1 bát rồi chèn 2 nốt bát nè. Tức là mình có quyền chèn 1 nốt 2 bát 2 nốt bát 3 nốt bát tùy theo cảm hứng của mình các bạn ha. Mình cảm thấy lúc đó đoạn mình nên chèn 2 nốt 3 nốt hay hơn, còn có chỗ mình nên chèn 1 nốt hay hơn, có chỗ mình không cần chèn gì hết. Và lại giờ chèn 2 nốt nè. Rê thăng mi cho liền lạc nè nha. Tăng 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 tăng
đô mi rê tăng 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 rê rê thăng mi. Các bạn nhớ chèn nhưng phải giữ cái đúng nhịp nha các bạn, mình chèn mà rớt nhịp là không được nha. Mình thì mình bớt cái tiết tấu của điểm co, mình chèn miếng bá cho vô nè. Rê rê thăng mi tăng 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 son si la tăng 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 đô mi rê tăng 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 rê rê thăng mi rê rê thăng mi rê nè rê thăng nè mi son si la vô vậy mấy anh đó. Rồi vô trong này đó là thế bên này, thế trong này mình chèn vô mình đánh trong đánh trong mình, các bạn quen không chặn cho em này, các bạn coi nè. La 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 rê rê mi mi son son thăng la nè, son la nè, la la mình dẫm chữ tay chẩu, la 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 rê rê mi son la đó, dàn một bát á, dàn hai bát nè. Chèn bát xong rồi chạy bát luôn cho bà con nè. 2 3 la đô mi rê 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 thăng mi mi si mi son thăng si la la tăng 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 tăng. Mỗi cái một nhịp các bạn, ba nó là liên ba, ta 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 nhịp đây, ta 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 nhịp đây, ta 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 nhịp đây, ta ta ta. Chèn bát trong cái dòng 1 4 5, về mình chèn bát trong cái dòng hòa thanh vòng tròn quãng 4 rồi ha. La chủ âm rê la rê son đô ha, rồi mi gì là ha, la rê son đô fa ha, rồi mi la. Rồi mình chèn này bác coi nè, bắt đầu bây giờ bằng đầu tiên mình chèn một bát thôi nha. Một bát là sao, nó là một bát rồi, mình lên là một cái bát thường này nha, là bát bắt buộc phải có, thêm một bát nữa đó hai bài hai đó. Cái ví dụ như tàn 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 rê là không chèn gì hết. Đó, mình nhớ mà ăn chèn một bát, hai bát nhưng mà một bát phải có thì sau cái ô nhịp, còn một bát mình chèn vô. Rồi giờ mình tưởng thì mình đi chèn một bát trước nha. 2 3 la la rê rê son son đô đô fa fa mi son thăng la nói nha. La rê rê son nè, chèn ba một bát một lần nữa nha bạn, cho bạn quen. 2 3
thì mà một bài nữa, hai ba la la re re son son do do fa fa mi son la. Giờ dàn hai bát các bạn nè, dàn hai bát này. Bây giờ trước tiên là mình không chèn bánh nào hết, quên chứ mình chèn bát nhưng mình dậm chân tại chỗ, mình không có chuyển hợp âm. Ví dụ cái hợp âm là thứ này nè, nó đi hai ô nhịp mà nó không chuyển, nó đứng một chỗ, dậm chân tại chỗ hai ô hoặc ba ô, ba ô nhịp và hang đúng. Mình vừa theo cấu tạo hợp âm 1 4 5 trong la thứ thì cấu tạo là la đô mi ha, la đô mi nha. Thì lúc mà hợp âm nó đứng tại chỗ một ô hai ô nhịp, nó không chuyển đi hết, thì hai ô nhịp nằm ở la thứ thì mình phải đánh làm sao. Không chạy đâu hết, còn giờ nó chạy đi nè, nó chạy nè chị, tức là nãy là đứng tại chỗ, đứng hai ô nhịp nó không chạy đâu hết, còn đứng y cái hộp âm là thứ thì mình chèn đánh cái cách này nè. Đồ mi đồ mi là mười năm không gặp tường tình đã cũ. Tức là một cái ô nhịp mà nó không phải là chạy liền mà nó đứng ở tại chỗ hai bao nhịp mới chuyển, thì mình đánh 1 3 5 nha mấy ông, 1 3 5 2 đó. Chứ giờ hai bao nhịp ta chưa chạy mình lắc đầu, mình chạy qua rê, chạy qua sau là trật lắc nha các bạn. Mình đánh dậm chân tại chỗ, mình đánh 1 3 5, mình đánh trong cái cấu tạo hợp âm đó, nó có những cái nó nào, dù trong cái la thứ thì cũng có la đô mí thì mình đánh ba nó đó là ok bạn. Bây giờ từ la qua rê, rê qua son này vòng tròn 4 luôn ha, không có đứng tại chỗ nữa. Để mình hướng dẫn các bạn cái cách đứng tại chỗ để các bạn biết, các bạn muốn mà gặp ví dụ như đánh xì lô không chuyển đâu hết rồi mình làm sao, mình phải biết các bạn đó. Mình không hướng dẫn cái này, mai mốt lỡ cái hợp âm la thứ hoặc rê thứ hai ba ô nhiễm không chuyển thì bạn biết cách mình đánh nha bạn, đánh 1 3 5 trong hợp âm đó, bật 1 bật 3 bật 5 của hợp âm đó. Ok rồi, giờ bắt đầu mình đi vòng tròn quãng 4 của la thứ nha, chèn hai bát, một cái bát truyền thống là phải có nè, hai bát chèn ha. À, rồi la do mi re fa la son son re do do son fa fa do mi 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 si son si la 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 nha. Do mi re fa la son son re do do son fa fa do mi son si la. Lại nha, 2 3 la la tăng 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 đô mi re tăng 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 pha la son tăng tăng son re đô đô son đô son pha pha đô mi son si la. Rất hay. Bạn cố gắng mà mình chèn được tiếng bass vô cái điệu nhạc mình điểm thì lúc đó rất là hay, mà lúc đó mình điểm mà co mình rất là mượt mà nha các bạn. Không riêng điệu xì lô này, điệu bolero, điệu bossa, điệu những cái điệu khác cũng vậy ha. Cha 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 bossa nova, các bạn chèn được tiếng bass vô đó rất là hay các bạn. Nó vừa có trép vừa có bass rất là hay. Nhưng mà ráng mình lắng nghe tiếng bass mình, nó tròn, nó đầy, êm ái các bạn.
nó trầm lắng, nó ma mị. Chứ mình chèn cà sèn 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 thì dở lắm nha các bạn. Cố gắng mình lúc đầu mới đầu tập thì mình cố gắng chèn cho đúng, rồi sau mình chèn đúng được rồi, sau này mình cố gắng mình lắng tai mình nghe cái tiếng đàn của mình coi nó tròn chưa, nó ấm chưa, nó hay chưa. Nếu chưa thì mình tự điều chỉnh từ từ lại cho bạn ha. Tới hồi mình thấy nó hay rồi thì ok, thì lúc đó mai mốt mình bắt đầu mình chơi nó hay luôn các bạn. Chứ mà mình dễ dãi với mình quá, mình đàn chèn len chèn chèn cái mình bỏ qua, mai mốt thì mình chèn bass nghe cái tiếng kêu rất là dở nha các bạn. Rồi là rồi, giờ chèn ba bass, chèn hai bass trong cái vòng tròn khoảng bốn của là thứ các bạn. Hai ba la đô mi re fa la son son re do do son fa fa do mi si son si la mi mi re mi mi giang re mi fa son la mi fa son la. Nghe đậm dây giai điệu của là thứ các bạn. Tiếng bass đi một lần nữa ha, và rồi chèn qua ba tiếng. Hai ba đô mi re fa la son son re do do son fa fa đô mi son si la son si la là lại nha, la đô mi re fa la son son re do do son fa fa do re son si la bằng 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 la son mi la son mi son mi re mi re do re do la. Rất hay bạn, cái này câu này là câu chạy bass nè nè. Tăng bằng tăng tăng bằng tăng tăng bằng tăng tăng bằng tăng tăng la son mi tìm mấy cái liên ba la son mi re mi re do la lại nha. Rất là hay, mình chạy xong đầu khi mình tạo ra là ca, có những lúc chuyển đoạn này các bạn, là cuối câu người ta ca mình chạy những câu bass vậy các bạn. Các bạn nè, do mi re fa la son son re do do son fa fa do mi son si la la son mi re mi re do re do la. Bốn liên ba các bạn, là một ô nhịp, hai ô nhịp của 6-8 á, ô nhịp 10-2-8 á. Tiếng bass, một tiếng bass có sẵn trong điệu xì lô và ba tiếng bass chèn nữa là bốn tiếng trên vòng hòa thanh khoảng bốn nha bạn. Mi si, mi son si la. Đây mình hướng
dẫn các bạn cách chèn 4 tiếng thôi. Chứ không, lúc nào chèn 4 tiếng thì rối lắm nha các bạn. Lâu lâu mới chèn 4 tiếng, thường chèn 1 tiếng 2 tiếng thôi. Lại nha. La do mi re chèn 3 tiếng nhưng thêm 1 tiếng bass thì gốc của nó là 4 tiếng. La do mi re re fa la son son re re dáng do do son do fa fa do re mi mi son si la la do mi re re fa la son son re re dáng do do son do fa fa do re mi mi son si la. Giờ mình không đọc nha. Trên cái tông là thứ này nó không thăng không giáng ha, các bạn phải nhớ cái thế chèn này, mốt qua không qua cái tông khác thì qua cái dựa theo thế thay qua đánh nha các bạn ha, mốt qua si thứ các bạn cũng nhớ qua si hay qua son mà nhớ ha, cái tông thứ là thứ cho chuẩn đi, mốt qua cái tông khác vậy ha, chứ mình chàng chỉ từ tông mà để chạy bass thì chèn bass thì cũng mất thời gian các bạn, bạn học cái tông la thứ hoặc học thêm cái tông rê thứ nữa, rồi hai cái tông thứ đó chuyển chạy bass là ok rồi, rồi mốt mình chọn một cái tông đô trưởng hoặc rê trưởng chạy bass nữa để chơi vậy các bạn. Các bạn gặp mấy bài trưởng bạn chơi cho nó thuận lợi nha, cho nó hay ha. Làm lại nha, giờ mình chèn mình dòng 1 4 5 rồi có lúc mình chèn 1 bass, có lúc chèn 2 bass, có lúc chèn 3 bass theo cái cảm hứng của mình theo tùy bài hát vậy ha, chứ không phải lúc nào phải chèn 4 bass 3 bass lung tung cái nó rối, có lúc không cần chèn bass nào nữa. Bây giờ mình chèn theo cảm hứng mình tùy lúc các bạn, có lúc 2 bass, lúc 3 bass, nhưng mà giờ mình mở tiếng trống cho bạn nghe nè, bạn coi nha. Thank you.
Tóm lại cái bài hôm nay là mình chèn bát, mình chai bát, điều xì lô trên cái tông là thứ mà mình phân biệt chèn bát và chai bát. Chèn bát là sao? Là khi mình đi mắc cò, mình dính với cò bớt, mình đưa tiếng bát vô là chèn bát. Đó là chèn bát. Còn chai bát là khi ta ca hết câu mình chai. Lúc mình điểm mình chèn tiếng bát vô rất là hay bạn, và lúc hết dù hết câu người nó không gặp tường nữa có em ơi nơi kia có còn mắt đời tiếng bát này. À, lúc mà cái đờn bát thực thụ cái gì bốn này cũng là gì bát luôn nè bạn, là em ơi nơi kia có còn mắt đời. Rất là hay các bạn. Tôi xin phép nghỉ đây. Chúc các bạn, anh chị luôn dồi dào sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn, luôn thành công trong mọi lĩnh vực công việc của mình. Cố gắng tập nha các bạn. Tới đây mình hướng dẫn các bạn là chạy bát, chèn bát trên cái điệu xì lô róc là trên cái tông la thứ. Ha. Nếu mà các bạn từ để các bạn linh động chuyển qua rê thứ được thì thôi mình làm một bài thôi. Rồi xa mình làm bài tới là mình mà các mình chạy bát chèn bát trên tông rê trưởng, mình gặp những bài xì lô tông rê trưởng, mình đề điểm mà già tinh tông đô trưởng nữa, mình gặp những bài trưởng mình chơi ha. Xin phép nghỉ các bạn.